Tại Mỹ và châu Âu, bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan với tốc độ khá nhanh, buộc nhiều nước phải đẩy nhanh tốc độ triển khai các chương trình tiêm chủng. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt vaccine đã khiến cho nhiều người trong nhóm nguy cơ cao phải tìm cách tới những quốc gia khác để được tiêm chủng. Du lịch vaccine vì thế đang bùng nổ trở lại. Hàng dài người đang xếp hàng chờ tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ ở thành phố Montreal, Canada. Trong số họ không ít người là khách du lịch hoặc người nước ngoài đang đi nghỉ hoặc công tác tại đây. Tôi có trao đổi với một số đồng nghiệp đến từ vùng hạ Sahara của châu Phi và tôi khuyên họ nên tận dụng cơ hội tiêm chủng đậu mùa khỉ miễn phí tại Canada. Canada là một trong số ít quốc gia khuyến khích du khách nước ngoài tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ. Montreal cũng như nhiều thành phố khác của Canada đã triển khai chính sách này ngay từ những ngày đầu bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại quốc gia này. Montreal là thành phố có nhiều khách du lịch nước ngoài, vì vậy chính sách tiêm chủng miễn phí sẽ góp phần bảo vệ cả cộng đồng khỏi căn bệnh đậu mùa khỉ. Với chính sách chia sẻ vaccine đậu mùa khỉ cho du khách nước ngoài, Canada đang trở thành điểm đến của nhiều người đang gặp khó khăn trong việc tiêm chủng tại chính quốc gia của mình do thiếu hụt nguồn cung. Bức tranh tiêm chủng tại Mỹ và Canada hoàn toàn trái ngược nhau. Hầu hết các nơi ở Mỹ đều báo hết vaccine. Tình hình tương tự ở châu Âu, rất nhiều người từ nhiều nước láng giềng đang tìm đến thành phố Linh của nước Pháp hay các phòng khám dọc biên giới Pháp-Italia do những địa điểm này sẵn sàng chia sẻ vaccine với người nước ngoài. Tôi nằm trong nhóm có nguy cơ cao, nhưng việc đặt được lịch hẹn tiêm ở Bỉ là quá khó khăn, nên tôi và vài người bạn đã tới Linh để được tiêm. Ngoài người dân Bỉ thì những ngày qua, nhất là vào dịp cuối tuần, rất nhiều người nước ngoài đã tới đây để được tiêm chủng. Nhiều người thậm chí còn đặt chỗ trước từ cách đây vài tuần để chắc chắn có trong danh sách tiêm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo những quốc gia hay thành phố sẵn sàng chia sẻ vaccine như Canada hay Lin nên thận trọng, bởi nếu họ quá hào phóng, có thể rơi vào tình trạng không đủ vaccine để tiêm liều 2. Thưa quý vị, hội nghị trực tiếp cấp bộ trưởng đầu tiên của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng IPEF dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 9 tới tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Trước đó ngày 23 tháng 5 vừa qua, tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức khởi động IPEF trong khuôn khổ chuyến thăm đến Tokyo, Nhật Bản. Theo hoạch định của chính quyền Washington, IPEF không phải là một hiệp định thương mại đơn nhất mà liên quan đến nhiều chương trình đàm phán đề cập đến những lĩnh vực khác nhau như thương mại kỹ thuật số, tính bền vững của chuỗi cung ứng, sử dụng năng lượng sạch, phi carbon hóa, cơ sở hạ tầng, chống tham nhũng. Những chương trình này tạo điều kiện để chính quyền của tổng thống Mỹ tăng cường quan hệ kinh tế với các nước khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Văn phòng nội các Nhật Bản mới đây thông báo tổng sản phẩm quốc nội GDP nước này tăng 2,2% trong quý 2 năm nay. Song các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế thiếu động lực và sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tương lai. Mặc dù GDP quý 2 tăng 0,5% so với quý trước đó, nhưng con số này lại thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu chính thức cho thấy tăng trưởng của Nhật Bản trong quý này hoàn toàn dựa vào nhu cầu tiêu dùng trong nước, lĩnh vực đóng góp 0,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế về nhu cầu bên ngoài, xuất khẩu tăng trưởng tốt, song nhập khẩu cũng tăng mạnh do giá các mặt hàng năng lượng và nguyên liệu tăng cao. Đầu tư thiết bị của các doanh nghiệp, một ngành trụ cột khác của tiêu dùng trong nước tăng 1,4%. Theo truyền thông và nhà phân tích Nhật Bản, tiêu dùng cá nhân vẫn chỉ tăng trưởng chậm chạp trong quý 2 mà không có sự phục hồi như mong đợi. Ngày 22 tháng 8, hàng triệu trẻ em ở Philippines đã trở lại trường trong ngày bắt đầu năm học mới. Với nhiều học sinh thì đây là lần đầu tiên các em được đến lớp kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á này. Philippines là một trong những quốc gia cuối cùng trên thế giới nối lại hình thức học trực tiếp và toàn thời gian trong bối cảnh có nhiều ý kiến cảnh báo việc đóng cửa trường học trong thời gian quá dài đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng giáo dục ở nước này. Tại các trường học sáng nay, các em nhỏ đeo khẩu trang xếp hàng để chờ tới lượt kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay. Khi đóng cửa các trường học để phòng dịch bệnh COVID-19, Philippines đã triển khai một chương trình học tập kết hợp, bao gồm các lớp học trực tuyến, tài liệu bằng văn bản cung cấp cho các học sinh, trong khi nội dung các bài học cũng được phát trên truyền hình và phương tiện truyền thông xã hội. tại Trùng Khánh, Trung Quốc, mức nhiệt đo được ngày hôm 19 tháng 8 vừa qua là 45 độ C. Đây là khu vực được ghi nhận nóng nhất của cả nước. Như trong phòng sông hơi là cảm nhận chung của nhiều người dân Trùng Khánh vào lúc này. Nóng quá là câu cửa miệng được người dân Trùng Khánh, Trung Quốc nói với nhau nhiều nhất trong những ngày này. Nếu không có việc thì không ai muốn ra đường dưới thời tiết như đổ lửa. Còn nếu phải ra ngoài thì vật dụng không thể thiếu là những chiếc ô. Tôi không hối hận khi đến đây, chỉ cảm thấy làn sóng nhiệt nóng quá, giống như lò luyện đan vậy. Chỉ cần bước chân ra ngoài là giống như đang ở trong một phòng sông hơi, mồ hôi thấm đẫm áo. Nhiệt độ ở Côn Minh là khoảng 22 độ C, còn ở đây thì tăng gấp đôi. Người dân ở đây nói rằng Trung Khánh đang trải qua những ngày nóng nhất Trung Quốc. Những quán cà phê vốn có chỗ ngồi đẹp ngoài trời thì nay cũng ế ẩm bởi không ai muốn tắm nắng trong thời tiết này. Sáng sớm tôi thức dậy thì trời đã cực kỳ nóng, không thể lắp điều hòa trong bếp được nên nấu cơm xong áo sẽ ướt hết như tắm vậy. Nhiều hộ gia đình và các cơ quan làm việc tại Trùng Khánh nói riêng và trên toàn Trung Quốc nói chung đều yêu cầu nâng nhiệt độ điều hòa, thậm chí thỉnh thoảng có nên tắt hẳn để giảm tải điện áp. Những thiết bị điện không cần thiết cũng được khuyến cáo ngừng sử dụng để tránh tình trạng quá tải mạng lưới điện trong thời gian này. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Nắng nóng kéo dài và hạn hán khiến mực nước sông Trường Giang tại Trung Quốc hạ thấp, làm lộ ra ba pho tượng Phật cổ giữa lòng sông, đoạn chảy qua thành phố Trùng Khánh. Những bức tượng ban đầu được xác định là được xây dựng từ khoảng 600 năm trước trong các triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Việc quan sát được các bức tượng này là rất hiếm khi nước sông được dự báo sẽ dâng lên trong tuần tới. Đợt nắng nóng khắc nghiệt trên lưu vực sông Trường Giang đến nay đã kéo dài hơn 2 tháng, làm gián đoạn hoạt động của thủy điện và làm khô cạn một khu vực đất canh tác lớn. Báo chí nga dẫn thông tin từ các lực lượng cứu hộ xác nhận 16 người đã thiệt mạng trong vụ một chiếc xe buýt mini va chạm với hai chiếc xe tải ở vùng Ulyanovsk, miền nam nước nga, hôm 21 tháng 8. Theo các nhân chứng, một chiếc xe tải đã xoay ngược đầu khi va chạm với một chiếc xe buýt mini di chuyển theo hướng ngược chiều ở gần làng Nikolaevka. Cùng lúc, chiếc xe buýt xấu số, số bị một chiếc xe tải khác đâm vào đuôi. Hình ảnh ghi lại sự cố cho thấy chiếc xe buýt gần như bị bẹp súng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến 16 người thiệt mạng, bao gồm 14 công dân Kyrgyzstan và 2 công dân Nga. Tại Phần Lan, một hầm chất thải hạt nhân Okalo sẽ chính thức đi vào hoạt động, có thể lưu giữ chất thải phóng xạ an toàn trong 100.000 năm. Trong tiếng Phần Lan, Okalo nghĩa là hang hoặc hố đào, là nơi xử lý vĩnh viễn chất thải hạt nhân mức độ cao đầu tiên trên thế giới. Sau khi trôn trong hầm từ 30 đến 40 thùng kim loại đồng chứa chất thải phóng xạ, lỗ trôn sẽ bị bịt kín bằng bentoni, một loại đất sét hút nước. Các kỹ sư cũng sẽ lấp mỗi đường hầm bằng bentonite và sau đó bịt kín bằng bê tông. Những thùng kim loại đồng chứa chất thải phóng xạ sẽ ngủ yên trong vòng 100.000 năm tiếp theo, ngay cả khi trái đất ấm lên trong các thế kỷ tới. Tính đến cuối năm nay, năng lượng hạt nhân sẽ chiếm hơn 40% lượng điện ở Phần Lan.